cá bông lau thuộc họ cá tra, có lưng và đầu màu xanh thẫm, bụng màu trắng, vảy trong suốt, vây hơi vàng. Nếu về miền Tây, bạn sẽ biết cá bông lau là một trong những đặc sản nơi này. Không chỉ đem kho tộ, kho rượu vang, kho nhạt ngon hay làm lẩu, bạn còn có thể làm một nồi canh chua cá bông lau giản dị cho bữa cơm gia đình cũng không kém phần thú vị. Cá bông lau được xem là đệ nhất đặc sản miền Tây bởi thịt cá vừa trắng vừa thơm, ngọt, không tanh, lại lành nên không kén người ăn và được tìm thấy trong thực đơn của nhiều quán ăn, nhà hàng. Và Huyền xin được giới thiệu cùng quý vị và các bạn, chị Ngọc Thanh sẽ là người hướng dẫn cho chúng ta cách làm món canh chua cá bông lau. Xin chào chị. Chào Khánh Huyền, chào quý vị khán giả đang theo dõi chương trình. Thì phần nguyên liệu thì mình sẽ chuẩn bị gì chị ha? Để thực hiện món này thì chúng ta có cá bông lau, rau nêm và thơm, bạc hà, đậu bắp, cà chua và giá. Và đồng thời để tạo cái vị cho món ăn này thì không thể thiếu đó là me. Me, dạ. Tỏi thì để tạo cái mùi thơm cho cái món ăn. Thì bây giờ đầu tiên là chúng ta sẽ ướp cá. Khi ướp cá thì chúng ta sử dụng một ít đầu hành và một muỗng nước mắm để mà ướp cá. Và chúng ta sẽ ướp cái phần đầu hành vào. Chúng ta ướp để khoảng 15 phút. Trong thời gian mà ướp cá thì chúng ta sẽ làm tiếp các cái phần rau củ. Huyền thấy mua cá ở chợ hiện nay thì khó có thể mua được cá bông lau lắm. Các loại cá da trơn khác thì rất là nhiều. Và cái cách phân biệt làm sao giữa cá bông lau và các loại cá khác thì... Thật ra cá bông lau nó có một cái độ dai hơn là các cái loại cá da trơn khác cùng loại, ví dụ như là cá ba sa hoặc cá tra. Và khi mà phân biệt thì cái cá bông lau nó có cái thịt màu trắng và cái vị nó béo hơn. Cá tra thì cái màu nó sẽ vàng nhất. Và sau đó là đến cá ba sa thì có một cái màu hơi ngà ngà. Chúng ta cho cái phần giá xuống dưới cùng. Và tiếp theo đó là cái bạc hà thì mình sẽ thái thật là mỏng. Vì rau là chúng ta không có cho vào trong nồi chúng ta làm tái cho nên nó là cần phải thái ra mỏng. Và cũng có một phần cà chua để mà chúng ta sẽ nấu ở trong nước. Và cuối cùng là cái phần đậu bắp. Cũng cắt mỏng luôn phải không chị? Đậu bắp này cũng cắt mỏng và có một cái điều lưu ý là đậu bắp thì thường thường chúng ta chỉ cắt khi nào mà chúng ta gần ăn. Vì đậu bắp là có tính chất là nó ra cái chất nhớt nhiều. Do vậy nếu mà chúng ta cắt sớm quá thì cái nước của canh của chúng ta nó sẽ bị hơi nhớt. Rau nêm của chúng ta thì ở đây có hai loại. Thứ nhất là ngò gai và thứ hai là cái ngò ôm. Hai loại rau này thì chúng ta cũng dùng một cái lượng vừa phải để chúng ta cho. Nếu mà cho nhiều quá thì nó có thể dẫn đến là đắng cái phần canh của chúng ta. Đối với món canh chua này thì có một cái thứ để tạo cái mùi thơm rất là quan trọng không thể thiếu, đó là tỏi phi. Đúng là cái món ăn này Huyền thấy chị làm rất là đơn giản nhưng mà nó vẫn có một cái gì đó rất là cầu kỳ ở cái khâu là mình phải ướp cá với lại đầu hành với lại mắm, thì Huyền nghĩ cái khâu này nó sẽ làm cho cá của chúng ta đậm hơn. Rồi sau đó cái chảo này thì mình sẽ cho cái phần cà chua và thơm vào, mình xào lên. Rồi canh chua miền Nam thì có một đặc điểm là cái rau được ăn sổi, có nghĩa là nó chỉ vừa chín tới. Và đặc điểm đặc trưng của canh chua miền Nam là ngoài cái vị ngọt của nó sẽ ngọt hơn cái món canh chua của miền Trung và miền Bắc. Chúng ta buộc phải có một chút đường. Sẽ phải có nhiều đường. Sẽ phải có nhiều đường. Chúng ta sẽ cho cái hỗn hợp vừa xào này vào trong cái nước canh. Chúng ta có thể bỏ cá vào chị. Thì trong thời gian nêm nếm gia vị thì cá nó sẽ chín nhanh ở trong cái nồi canh. Nó vừa chín tới thôi chứ không nên để lâu quá. Đặc điểm mình phải để cho cá vừa chín tới thì khi gấp ra là miếng cá nó vẫn ngọt béo, không có bị thấm cái chua và cái gia vị vào bên trong cái miếng cá. Thanh sẽ múc cái nước canh vào trong cái chén và chúng ta sẽ chắc ra. Và có một cái điểm đặc biệt là khi nấu canh chua miền Nam sử dụng me đó thì chúng ta phải hạn chế cái việc mà nêm bột ngọt. Là vì khi mà nêm bột ngọt vào thì cái vị của nó sẽ chuyển sang là vị lợ. Khác với những món canh chua của miền Bắc thì khi mà chúng ta nấu với lại cơm mẻ hoặc trái sấu thì cái việc nêm bột ngọt rất là bình thường. Anh sẽ nêm cái vị ngọt cho cái món canh. Lượng đường nhiều hơn các cái loại canh thông thường ha Khánh Huyền.
Như vậy là xong rồi phải không chị? Đây là xong cái món canh của chúng ta. Một tô canh rất là đẹp mắt và Huyền tin rằng nó cũng sẽ rất là hấp dẫn. Rất là ngon và nó lại còn đẹp mắt nữa. Có một cái đặc điểm của khi mà chị đổ cái chế cái nước canh vào trong khi các cái rau mình chưa có nấu qua là nó rất đẹp mắt, nó giữ được cái màu của rau rất là đẹp mắt. Mà Khánh Huyền thấy là cách chế biến món ăn này cũng rất là đơn giản. Dạ, rất đơn giản chị. Và cái cá thì khi chị ướp rồi cho nên nó rất là đậm. Mình chỉ cần nấu sơ thôi nó cũng đã đủ đậm rồi. Huyền phải thay mặt khán giả cảm ơn chị Thanh rất là nhiều. Vì chị Thanh đã giới thiệu cách làm một cái món ăn mặc dù rất là quen, nhưng mà qua cái cách chế biến sáng tạo của chị thì Huyền thấy nó ngon hơn, nó đẹp mắt hơn và thậm chí nó cũng rất là đơn giản nữa. Huyền nghĩ là trưa nay thì tại sao chúng ta không thử làm món canh chua cá bông lau theo cách của chị Thanh hướng dẫn, ăn kèm với chút bún đúng không chị? Món canh này thì chúng ta nên ăn tráng miệng cũng bằng một món của miền Nam, đó là món chè bà ba. Còn buổi chiều thì chúng ta hãy quay trở lại với một bữa cơm với sườn xào chua ngọt và canh cải nấu tôm tráng miệng bằng trái cây.